Vâng, thưa với cha, cho con xin trở lại rằng chúng ta không có cố ý đào sâu cái thảm kịch của một cá nhân nào, nhưng mà nhìn chung đây là một cái thảm kịch chung của những con người. Họ không còn đường sống trên quê hương, họ phải lìa bỏ quê mà đi kiếm sống ở một xứ tự do. Đó là ngàn vạn người Việt, họ đã phải bỏ nước ra đi sau 45 năm thành hình một nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và những người sinh sau năm 1975, những người đi tìm đời sống sau khi họ đã phải chịu muôn vàn những cái đau đớn hoặc là nguy hiểm, kể cả cái chết để mà ra nước ngoài. Như vậy thưa với cha, chúng ta có thể kết luận tổng quát như thế có được hay không? Thưa với con xin mời cha trình bày cho quý vị. Nếu chúng ta nói về nguyên nhân thì có lẽ chúng ta rất là rộng và có những nguyên nhân xa và nguyên nhân gần. Cái điều đầu tiên chúng ta có thể thấy được rằng là vào năm 1954, có 1 triệu người ở miền Bắc đã phải chạy bỏ khỏi chế độ này để đi vào miền Nam. Và đến sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì có khoảng 2 triệu người đã vượt biển, sẵn sàng đánh cược với mạng sống của mình để tìm cách đào thoát khỏi cái chế độ này. Và chúng tôi được gọi đó rằng là cái bỏ phiếu tín nhiệm bằng đôi chân của mình. Và có lẽ hơn 44 năm qua thì mặc dù được gọi là giải phóng, mặc dù được gọi là hòa bình, mặc dù được gọi là thống nhất đất nước, nhưng mà hàng năm có hàng ngàn người đã đào thoát khỏi đất nước Việt Nam này. Đến nỗi mà chúng tôi phải đặt câu hỏi cho chính mình rằng là người ta bảo quê hương là chùm khế ngọt, rồi đất lành chim đậu. Và thậm chí rằng là ở Việt Nam vẫn có một cái câu nói rằng nếu như cột điện mà có chân nó đi được thì nó cũng đào thoát khỏi đất nước này. Vậy thì chúng ta phải xác định nó như thế nào. Có một điều lạ là thế giới, có một điều lạ là nhân loại chạy trốn khỏi chiến tranh, nhưng mà người Việt của chúng tôi lại chạy trốn khỏi hòa bình, chạy trốn khỏi khi mà chiến tranh đã kết thúc. Đó là cái điều quái đản và ngược lại với toàn thể nhân loại. Và có lẽ hơn 44 năm qua thì không có năm nào mà không có người dân tìm mọi cách để đào thoát khỏi đất nước, dù bằng phương pháp hợp pháp hay là không hợp pháp, dù bằng hình thức này hay hình thức khác, từ cả cái việc làm cô dâu cho đến người đi lao động xuất khẩu, thậm chí là đến cả những người là đầu tư hay là du học vân vân, đều có những cái hiện tượng rằng là sẽ tìm mọi cách để đào thoát khỏi đất nước này. Rồi chúng ta cũng biết rằng là ở Việt Nam, nếu chúng ta thấy nói rằng là cái đời sống của người dân như thế nào, có lẽ chúng ta có thể nhắm mắt cũng có thể so sánh được. Rằng bây giờ chỉ cần so sánh với Thái Lan, với Singapore, với Malaysia thôi, thì chúng ta đã thấy người dân Việt Nam đã thua Thái Lan những 85 năm, thua Singapore những hơn 100 năm, và thậm chí thua Singapore những gần 200 năm. Cái điều đó chúng ta có thể thấy được rằng là cái đời sống của họ như thế nào. Còn ở trong quốc nội thì chúng ta không biết rằng là an sinh xã hội như thế nào, đời sống xã hội như thế nào, nhất là vấn đề tự do dân chủ và nhân quyền. Và hơn nữa thì đối với người dân thì chúng ta biết rằng là đối với người nông dân thì bây giờ tư liệu sản xuất đã không còn, phương tiện sản xuất đã không còn. Những người sinh sau năm 1993 thì không có đất đai để làm canh tác. Và hàng ngày thì số đất còn lại của những người sinh trước năm 1993 thì là bị lấy với cái cách mạng giải phóng mặt bằng, và thậm chí đền bù rất là hời hợt, và thậm chí có những người trở thành như là tay trắng mà không được đền bù, mất phương tiện sản xuất. Rồi kể cả ngư nghiệp thì chúng ta thấy cái biến cố thảm họa môi trường Formosa năm 2016 nó không chỉ là ảnh hưởng đến ngư dân mà thôi, mà đến tất cả mọi ngành nghề, như kể cả du lịch, như là nhà nghỉ hay là kinh doanh ngư cụ vân vân. Vâng, thì chúng ta biết rằng là ngày 23 tháng 10 thì cảnh sát Anh Quốc thông báo là có phát hiện một cái xe container đông lạnh, và trong đó có 39 thi hài đã tử nạn. Và họ thấy, họ tuyên bố đầu tiên đó là những người Á Châu, và họ nói là người Trung Quốc, là bởi vì 39 người này đều cầm cái hộ chiếu của Trung Quốc. Ngay sau đó một buổi thì rất là nhiều người, như lúc đầu tôi nói, tôi là một linh mục công giáo đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền. Nơi giáo xứ của tôi thì không có các nạn nhân này, nhưng mà người ta đã gọi điện đến tôi để rồi xin cầu nguyện,
và xin giúp đỡ cách này hay cách khác trong tư cách là người giúp đỡ trong vấn đề từ thiện và bác ái. Thì hàng tuần đây giáo xứ của chúng tôi cũng có cả ngàn cái lời cầu nguyện được gửi đến từ khắp nơi, có cả những người công giáo, cả những người khác tôn giáo và cả những người lương dân. Họ gửi đến những cái nhu cầu của mình và những cái tâm tình của mình cũng như gia đình để xin chúng tôi cầu nguyện. Và vì thế thì xã hội đã định hướng Đảng là chân lý, là lương tâm. Ai đó có thể sai, chứ đồng chí Stalin, đồng chí Mao Trạch Đông thì không thể nào sai được. Chúng ta vẫn thường nghe mất mùa là tại thiên tai, được mùa là bởi thiên tài Đảng ta. Rồi bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Rồi trời già nép lại một bên để cho nông hội đứng lên làm trời, để thay trời đổi đất sắp đặt lại giang sơn. Bởi vì thần thánh chết rồi còn lại ta một cụm lá chanh giữa đất già. Được đào luyện trong thể chế vô thần phi nhân đó, không lại gì con người không sợ trời có mắt, không lo làm lành lánh dữ, không cần cha mẹ hiền lành để đức cho con, nên sẵn sàng đấu tố giết chết cha mẹ, vợ chồng, anh em, con cháu, bạn hữu và ân nhân để cướp của, cướp quyền, giữ ghế, giữ chức, lại coi đó là đạo đức, là phong cách phải ra sức mà học tập. Với đỉnh cao trí tuệ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình và toàn diện của Đảng, bàn tay ấy đã làm nên những điều mà nhân loại không thể làm được. Thác Bản Dốc không còn, Ải Nam Quan đã mất, Hoàng Trường Sa đã bị chiếm, các vị trí trọng yếu của quốc phòng như Tây Nguyên, Vung Áng đã đổi chủ, Bãi Tư Chính đang bị xâm chiếm, nhưng Đảng cai trị lại lấp liếm, xảo biện, chẳng dám mở miệng gọi tên kẻ thù. Người dân không còn quyền lực đối với chủ quyền của quốc gia và ngay chính trên mảnh đất mà ông bà để lại. Bàn tay ấy đã làm suy thoái kinh tế, suy đồi luân lý đạo đức, bất ổn xã hội, gia tăng bạo lực và bất công. Bàn tay ấy đánh tráo sự thật, bẻ cong chân lý, chà đạp nhân phẩm, tước đoạt nhân quyền, tiêu diệt tôn giáo. Bàn tay ấy dâng nước cho tàu công, phủ nhận ý kiến cảnh báo đất nước lâm nguy của nhân sĩ trí thức yêu nước, đàn áp, bắt bớ, đấu tố, bỏ tù, thủ tiêu những người đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, bảo vệ sự toàn vẹn của lãnh thổ. Bàn tay ấy đã biến 90 triệu con rồng cháu tiên anh dũng thành những người nhu nhược, vô cảm, độc ác và man rờ. Bàn tay ấy kéo đám mây điện toán và trí não người Việt về nhà, giữ biển đảo bằng cờ, chống ngập lụt bằng lưu, biến cô giáo thành con đĩ, bác sĩ thành con buôn, chùa chiền thành động quỷ, trí sĩ thành bưng bô, côn đồ thành lãnh đạo, không não thành thủ khoa, chó gà có bằng tiến sĩ. Hiện tại thì bắt bỏ tù thằng mù lãnh đạo, lũ ngu dẫn đường. Bàn tay ấy đưa Việt Nam lên áp chót các quốc gia đáng sống, đứng đầu về ô nhiễm, chỉ số minh bạch, đàn áp tôn giáo, sát thủ tự do ngôn luận của thế giới. Bàn tay ấy đưa Việt Nam vào cuộc cách mạng 4.0 với đặc sản hoang tưởng, nói dối không biết ngượng, sai mà cứ cãi, có lỗi mà không nhận, không sửa và không từ chức, thích đổ thừa, tuyên truyền, lọc lừa và nổ bậy. Bàn tay ấy đã tạo ra Bộ trưởng Quốc phòng không đọc được bản đồ, tướng lĩnh không biết cầm súng, Bộ trưởng Y tế thì buôn bán thuốc giả, Bộ trưởng Giáo dục thì nói ngọng kiêm tú bà, Bộ trưởng Công thương kiểm định phân bằng mồm, Bộ trưởng Giao thông nghiệm thu đường bằng mũi,
Bộ trưởng Tài Nguyên bơi biển Vũng Áng, phùng mang trợn mắt nhùm nhòm ăn cá Formosa, hít thở bụi mịn và khí thủy ngân, uống nước trộn dầu thải. Bàn tay ấy đã biến cần lao nước Việt thành cô dâu, nô lệ tình dục, công nhân trồng cần sa khắp nơi trên thế giới. Bàn tay ấy đưa bọn chân dài, não ngắn, chặt củi, thiến heo, bán cháo lòng, gội đầu, mát xa, rũ bùn, đứng dậy sáng lòa. Và hôm nay, bàn tay ấy góp phần bóp nghẹt sự sống của 39 con dân nước Việt trên đường đi tìm sự sống tại xứ sở dậy chết. Bởi thiên đường đã hết chỗ thở, rừng vàng, biển bạc đã tan hoang. Đến nỗi nhà giáo Thái Bá Tân đã phải thốt lên: "Mẹ ơi, con khó thở, con đang chết mẹ ơi. Tổ quốc ơi, người Việt đang chết ở xứ người. Tổ quốc ơi, hãy hỏi vì sao nhiều đồng bào phải mất tiền để chết. Xin hãy hỏi vì sao đồng bào ơi, đau lắm, đau không nói lên lời. Mẹ ơi, con khó thở, con đang chết mẹ ơi. Con gái ơi, con chết lỗi bố mẹ, ông bà, những người đang khó thở ngay ở trên quê nhà. Tổ quốc ơi, hãy hỏi vì sao nhiều đồng bào phải mất tiền để chết. Xin hãy hỏi vì sao bao năm giải phóng thế này sao, mỗi năm có hàng ngàn người bỏ phiếu tín nhiệm bằng chân, chấp nhận từ giã thiên đường, làm mồi cho cá, bỏ mạng nơi xứ người. Bởi đâu người ta thà ở lâu ở xứ người còn hơn làm công dân xã hội chủ nghĩa. Tin mừng hôm nay cho thấy những kẻ tự cho mình là công chính thì không được Thiên Chúa nhìn nhận. Người tội lỗi biết nhận ra tình trạng của mình, biết cậy trông thì được Thiên Chúa thứ tha và làm cho nên công chính. Công chính là một ân huệ, là sự gặp gỡ diệu kỳ của Thiên Chúa đi xuống và nỗ lực vươn lên của con người qua đức tin, lòng mến, sự nhận biết chính mình và lòng trông cậy. Chắc chắn chúng ta phải làm nhiều việc lành phúc đức, sống hiền lành để tích phúc đức cho con cháu. Nhưng đừng ảo tưởng rằng chúng ta có thể mua được nước trời bằng những công phúc của mình. Chúng ta được cứu độ nhờ danh và công trạng của Đức Kitô. Dù đạo đức thánh thiện hay tội lỗi, chúng ta phải tránh thái độ kiêu ngạo, tự mãn, khép kín trước Thiên Chúa và tha nhân. Đừng vì đạo đức mà tự mãn, đừng vì tội lỗi mà tuyệt vọng. Hãy nhớ mưu mẹo, cơ trí, hiểu biết trước mặt người đời rồi sẽ trở thành ngu dại trước mặt Thiên Chúa mà thôi. Thiên đàng không có chỗ và hỏa ngục cũng chẳng dung những thánh nổ ở đời. Đừng kiêu ngạo, đừng tự mãn, hãy biết mình. Ơn Chúa chỉ đến với những ai biết nhận ra tình trạng của mình, biết thống hối ăn năn, biết trở về, biết mở ra để đón nhận. Thánh nhân nào cũng có quá khứ, tội nhân nào cũng có tương lai. Đức Giê-xu Ki-tô đang dang rộng vòng tay chờ đợi người tội lỗi ăn năn sám hối trở về mà ẵm lấy. Thứ tha là chuyện của trời, sai lỗi là chuyện con người trần gian. Lời cầu nguyện của người thu thuế chính là mẫu mực cho đời sống đức tin của chúng ta. Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Cùng với Thánh Augustino, chúng ta tha thiết cầu xin: Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa và xin cho con biết con. Biết Chúa để yêu mến Ngài, biết con để quên chính mình, phục vụ anh em. Amen.
Nghi lễ trân trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, dưới thể chế độc đảng, độc tài, dù chủ trương là tam vô, tức là vô tổ quốc, vô gia đình và vô tôn giáo, nhưng không thể hủy diệt niềm tin của dân, thì Cộng sản Việt Nam đã biến các tôn giáo thành công cụ của mình. Vì vậy, các tôn giáo chính thống đều bị biến thành tôn giáo quốc doanh. Và vì lẽ đó, các tu sĩ, linh mục khi dám cất tiếng nói hay hành xử để bảo vệ lẽ phải, chân lý đều bị bịt miệng hay đàn áp. Điển hình việc linh mục Anton Đặng Hữu Nam bị treo chén là việc linh mục Nam bị treo chén, một bạn trẻ Hoài An đã có nhận định như sau. Hiểm họa nhuộm đỏ Giáo hội Công giáo Việt Nam bằng cờ máu búa liềm. Nó đang được nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thực hiện từng bước và ngày càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đó chính là cái lời cảnh báo mà tôi đã đưa ra trong chương trình trước đây, khi mà tôi chứng kiến cái lễ Giáng sinh bị biến tướng qua cái cách bài trí sắc mùi búa liềm của Cộng sản đã xảy ra ở một số giáo xứ. Mới đây thì ở giáo phận Vinh, thưa quý vị, có một cái tin chấn động đến giáo dân, đó là linh mục Đặng Hữu Nam đã bị giám mục giáo phận Vinh là An Phong Nguyễn Hữu Long treo chén, ra lệnh miệng cấm dâng lễ, cấm linh mục Đặng Hữu Nam dâng lễ. Thưa quý vị, cái điều này nó lại khiến cho tôi càng lo lắng hơn nữa cho giáo phận Vinh, bởi vì dấu hiệu bị Cộng sản thao túng nó ngày càng hiện rõ hơn bao giờ hết. Cụ thể thì cái vụ việc này nó như thế nào? Tôi xin được nêu lên một số quan điểm cá nhân xung quanh cái vụ việc này, thưa quý vị. Mới đây vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, ở trên trang Facebook của linh mục Đặng Hữu Nam đó, thì có loan báo về cái việc bị giám mục giáo phận Vinh là giám mục An Phong Nguyễn Hữu Long treo chén, chính thức cấm dâng lễ. Cái dòng trạng thái mà linh mục Đặng Hữu Nam đã đăng trên Facebook nói như sau: ngày cuối cùng của năm 2021, đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long gặp và thông báo từ hôm nay nhà cháu không phải dâng lễ nữa, xin mọi người thêm lời cầu nguyện cho nhà cháu. Nhà cháu ở đây tức là cha Đặng Hữu Nam, cha đang nói chính bản thân của cha đó. Và ở dưới cái dòng trạng thái này đó, thưa quý vị, có một linh mục khác tên là Joseph Lee, tên Facebook là Joseph Lee, đã vào comment đặt câu hỏi rằng không phải dâng lễ nữa là sao? Không phải dâng lễ nữa ở đâu, vì có người dâng lễ rồi? Hay không phải dâng lễ nữa vì không còn là linh mục nữa? Điều này phải có một phán quyết huyền chức sau khi đã điều tra kỹ lưỡng. Không phải dâng lễ nữa ngay tức khắc khi linh mục vi phạm một vạ tuyệt thông tiền kết, thì trong những trường hợp này cha ở trường hợp nào? Trả lời những cái câu hỏi này của linh mục Joseph Lee thì linh mục Đặng Hữu Nam đã nói rằng là không nằm trong những cái trường hợp này, và ngài đưa ra một tập những bài viết của con trên Facebook bảo con không xứng đáng để làm linh mục. Con tranh luận, ngài lấy quyền nói rằng là tôi đưa cha sang ở nhà hưu, đi đâu phải xin phép, được phép mới được đi, không cho phép thì không được đi. Từ hôm nay cha không được dâng lễ và cử hành các bí tích. Con còn đòi quyết định, vì một, không có quyết định hành chính nào bằng miệng, phải có các văn bản. Hai, đó là hồ sơ cá nhân con có quyền được cung cấp. Ngài trả lời rằng hôm nay chưa có, tôi sẽ làm để tôi hỏi các đức cha có phải làm hay không. Đó là một cái đoạn tường thuật trong cái cuộc trao đổi của cha Nam với lại một cha khác ở trên Facebook, dưới cái dòng trạng thái mà cha Nam thông báo rằng cha đã bị cấm dâng lễ. Thưa quý vị, nói tóm lại, cha Nam đã tiết lộ ra rằng chính đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long đã đến và cấm cha Nam dâng lễ mà không có bất cứ một cái giấy tờ nào, cũng không có bất cứ một cái thư nào hết, chỉ cấm bằng miệng vậy thôi. Và bây giờ sẽ là một số quan điểm xoay quanh cái vụ việc của cha Nam. Thưa quý vị, nếu như mà ai còn nhớ thì trước đây linh mục Đặng Hữu Nam đã bị giám mục Nguyễn Hữu Long, khi đó đó giám mục Nguyễn Hữu Long chỉ mới về tiếp quản giáo phận Vinh tầm được khoảng một năm hay là hơn một năm thôi,
về đó để mà thay cho đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, thì linh mục Nguyễn Hữu Long đã đưa ra một cái lệnh gọi là tạm nghỉ mục vụ. Đó là vào thời điểm tháng 6 năm 2020. Và với cái quyết định tạm nghỉ phục vụ đó thì cha Nam phải rời khỏi giáo xứ Mỹ Khánh, cái nơi mà ngài đang mục vụ, để về nhà hữu trí của giáo phận. Nhà hữu trí tức là một cái khu, một nơi để cho các linh mục già về đó hữu trí, nghỉ hưu đó thưa quý vị. Cha Nam phải rời cái giáo xứ mà cha đang mục vụ để về đó. Nếu mà nói cho dễ hiểu theo cái ngôn ngữ của bên hành chính đó, thì nó cũng giống như là cha Nam đang bị cho tạm đình chỉ công tác, và thậm chí là cha Nam đang bị giam lỏng tại nhà hưu của địa phận thưa quý vị. Sở dĩ mà cha Nam bị cho tạm nghỉ mục vụ với cái mục đích là để nhằm ngăn chặn cha Nam lên tiếng đấu tranh quyền lợi cho người dân, theo nhận định của tôi là như vậy. Ai đó, thế lực nào đó đang muốn sử dụng linh mục, muốn sử dụng giám mục Nguyễn Hữu Long để bịt miệng cha Nam, để ngăn chặn những cái tiếng nói của cha Nam, để nhằm mục đích ngăn chặn cha Nam khai dân trí cho người dân. Và cái lệnh cho tạm nghỉ mục vụ đã được ai tác động thì tôi nghĩ rằng là quý vị sẽ tự hiểu. Thế lực nào tác động thì tôi nghĩ rằng quý vị sẽ tự hiểu. Tôi sẽ không muốn nói quá rõ đối với cái vấn đề đó. Trong khi đó thì cái thời điểm mà đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp trước đó đó thưa quý vị, lúc mà đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp còn đương nhiệm ở giáo phận Vinh, đang còn quản nhiệm giáo phận Vinh đó, thì nhà cầm quyền Nghệ An họ đã từng gây sức ép buộc đức cha Hợp là phải xóa sổ cha Nam ra khỏi giáo phận Vinh, phải đưa cha Nam ra khỏi cái địa phận Nghệ An, đưa đi đâu cũng được nhưng mà phải đưa cha Nam ra khỏi tỉnh Nghệ An. Cụ thể đó là vào ngày 7 tháng 10 năm 2016 đó thưa quý vị, nhà cầm quyền tỉnh Nghệ An đã chuyển một cái công văn cho đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp. Trong công văn đó thì nhà cầm quyền Cộng sản tỉnh Nghệ An đã yêu cầu đức cha Hợp là phải chấn chỉnh các hoạt động mục vụ của linh mục Đặng Hữu Nam và không bố trí linh mục Đặng Hữu Nam tiếp tục hoạt động mục vụ trên địa bàn tỉnh Nghệ An, với cái lý do là linh mục Đặng Hữu Nam đã nói xấu đảng và nhà nước và lợi dụng sự cố môi trường biển tại một số tỉnh miền Trung để biểu tình khiếu kiện, tạo thêm nhiều diễn biến mới phức tạp hơn. Đó là cái công văn, cái đoạn nội dung công văn của nhà cầm quyền tỉnh Nghệ An gửi lên cho đức cha Hợp, yêu cầu đức cha Hợp là phải sa thải cha Nam ra khỏi giáo phận Vinh, ra khỏi tỉnh Nghệ An thưa quý vị. Tuy nhiên, cái điều mà khiến cho nhà cầm quyền tỉnh Nghệ An nó phải bẽ mặt đó là gì? Họ đã không thành công trong cái việc thao túng đức giám mục Nguyễn Thái Hợp thưa quý vị. Chính vì vậy cho nên cuối cùng giám mục Nguyễn Thái Hợp đã từ chối làm theo ý của nhà cầm quyền Nghệ An. Ngài vẫn chọn cái phương án là bảo vệ các linh mục của ngài, bảo vệ linh mục Đặng Hữu Nam. Và nhận thấy không thể đập được đầu rắn của giáo phận Vinh, cho nên vào đầu năm 2019, bằng một cái cách nào đó mà tôi tin rằng là có sự can thiệp của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, cho nên đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long đã được đem về giáo phận Vinh để thay thế cho đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp thưa quý vị. Và kể từ khi mà giám mục Nguyễn Hữu Long về thì cục diện tại giáo phận Vinh nó cũng được thay đổi hoàn toàn. Một năm sau đó, linh mục Đặng Hữu Nam ngay lập tức bị giám mục Nguyễn Hữu Long cho nghỉ mục vụ, buộc phải về nhà hưu của giáo phận nằm ở đó. Dường như đó chính là cái nhiệm vụ đầu tiên của giám mục Nguyễn Hữu Long thưa quý vị. Nhiệm vụ đầu tiên của giám mục Nguyễn Hữu Long khi mà về giáo phận Vinh đó là cần phải dập tắt tiếng nói của linh mục Nguyễn Hữu Nam. Có ai đó đã yêu cầu giám mục Nguyễn Hữu Long làm điều đó? Tôi còn có những cái thông tin nội bộ cho biết ngay khi về giáo phận Vinh, giám mục Nguyễn Hữu Long đã ngay lập tức đích thân đến gặp linh mục Nguyễn Đình Thục, như là một cái động thái để mà dằn mặt, để mà cảnh cáo linh mục Nguyễn Đình Thục là không được tiếp tục lên tiếng nữa thưa quý vị. Chúng ta đều biết linh mục Nguyễn Đình Thục và Đặng Hữu Nam là một cặp bài trùng, khiến cho nhà cầm quyền Cộng sản nói chung và nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam nói chung và nhà cầm quyền Cộng sản tỉnh Nghệ An nói riêng đau đầu. Họ coi hai người này là hai cái gai trong mắt, muốn xóa bỏ hai cái vị linh mục này đi, đúng không ạ? Và rõ ràng cái việc mà giám mục Nguyễn Hữu Long về giáo phận Vinh thì
Giám mục Nguyễn Hữu Long đã được giao cho một cái nhiệm vụ. Ai giao nhiệm vụ thì cái đó tôi không có nói, nhưng mà đã được giao cho nhiệm vụ là phải dập tắt tiếng nói và tinh thần đấu tranh của hai vị linh mục tiêu biểu và cũng chính là hai cái gai trong mắt của nhà cầm quyền Nghệ An, đó chính là cha An Tôn Đặng Hữu Nam và cha GB Nguyễn Đình Thục, đúng không ạ? Nếu như mà so sánh, chúng ta sẽ thấy rõ được cái sự khác biệt giữa hai đời giám mục cùng quản nhiệm giáo phận Vinh. Đó là đời giám mục của Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp và Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long. Chúng ta sẽ thấy rõ ràng cái sự khác biệt giữa hai cái đời vị giám mục này. Một bên thì là một bên sẽ làm cho giáo phận Vinh mạnh mẽ lên, còn một bên thì làm cho giáo phận Vinh ngày càng yếu đi, ngày càng phải quỳ rạp xuống trước cái thế lực của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Bây giờ chúng ta quay trở lại với vụ việc của linh mục Đặng Hữu Nam, thưa quý vị. Mặc dù trước đó linh mục Đặng Hữu Nam bị tạm đình chỉ mục vụ, tức là đang bị ngăn chặn những cái tiếng nói của ngài, thế nhưng mà ngài vẫn lên tiếng đấu tranh cho những kẻ yếu hèn bằng một cách khác. Ngài vẫn lên tiếng đấu tranh chống lại kẻ ác, đó là Cộng sản, bằng một cách khác. Đó là cách gì? Ngài đã sử dụng mạng xã hội, thưa quý vị. Trước khi mà cha Nam bị tạm đình chỉ chức vụ cho về nhà hưu đó, hình như là ngài không sử dụng mạng xã hội, không có sử dụng Facebook. Tôi nhớ không nhầm là như vậy. Nhưng sau đó ngài đã quyết định sử dụng Facebook để làm một cái công cụ để nói lên tiếng nói của mình, là một công cụ để đấu tranh, đòi lại những cái đấu tranh để bênh vực cho những kẻ yếu hèn, đấu tranh chống lại cái ác ở trong xã hội này. Và rõ ràng cái điều này nó lại càng khiến cho nhà cầm quyền Cộng sản Nghệ An họ lại càng tức tối hơn. Bởi vì sao lại như vậy? Bởi vì nếu như trước đó cha Nam chỉ ở trong một giáo xứ thôi thì những gì cha Nam nói đó chỉ là những giáo dân ở đó nghe được. Còn bây giờ sau khi mà cha Nam lên mạng xã hội thì sẽ có càng nhiều người hơn nữa được nghe cha nói, được thấy những cái công việc đấu tranh của cha. Chính vì thế cho nên nó mới dẫn đến cái hậu quả, đó là vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, ngày cuối cùng của năm 2021, thưa quý vị, thì chính đích thân giám mục An Phong Nguyễn Hữu Long đã đến gặp linh mục Đặng Hữu Nam và đưa ra một cái tuyên bố bằng miệng rằng cấm cha Nam dâng lễ. Và cái điều đó nó cũng đồng nghĩa với cái việc là cha Nam chính thức bị treo chén, thưa quý vị. Nhưng mà điều bất thường là ở chỗ đó, nếu quý vị nhớ lại những gì mà cha Nam trả lời mà tôi vừa tường thuật ở đầu chương trình đó, thì Đức cha Long ra lệnh cấm làm lễ, cấm dâng lễ đối với cha Nam là một cái lệnh bằng miệng, chỉ nói suông bằng miệng thôi, chứ không có bất cứ một cái giấy tờ, thư từ hay là quyết định gì liên quan đến cái việc là cấm cha Nam làm lễ hết. Đây rõ ràng là một hình thức lạm quyền. Tôi xin nói thẳng, đây là một hình thức lạm quyền của một vị giám mục, thưa quý vị. Và nếu như mà nói nặng hơn nữa đó là độc tài. Một quyết định độc tài, cả một cái giáo hội như vậy, một quyết định cấm dâng lễ một linh mục, nó phải là rất nhiều, qua rất là nhiều thủ tục và được sự chấp thuận của rất là nhiều đấng bản quyền, chứ không phải là chỉ có ra nói một cái ở giữa là cấm một cái vị linh mục dâng lễ. Cái điều đó là một quyết định độc tài, thưa quý vị, tự lạm dụng quyền lực của mình để gắn ghép, để mà bức ép một cái vị linh mục khác. Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên trong đời tôi nghe đến câu chuyện một linh mục bị ra lệnh treo chén bằng miệng suông mà không có bất kỳ một cái văn bằng hay là giấy tờ nào khác. Đây là một cái điều phi lý, từ trước đến nay bây giờ tôi mới thấy nó đang diễn ra ở giáo phận Vinh, là quê hương của tôi, thưa quý vị. Không có bất cứ một cái văn bằng giấy tờ nào, cũng không có bất cứ một cuộc họp của những hội đồng thẩm quyền nào mà Đức giám mục tự ý đến để cấm một vị linh mục dâng lễ. Thì quý vị thấy đó có phải là lạm quyền không? Đó có phải là độc tài không? Và điều đáng nói hơn nữa, thưa quý vị, là cái điều này nó lại liên quan đến những bài viết trên Facebook của cha Nam. Lý do mà Đức giám mục đưa ra để mà cấm cha Nam làm lễ là bởi vì cha Nam đã có một số bài viết ở trên Facebook, tôi tạm gọi đó là những bài viết nhạy cảm. Vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây, ai đã giúp Đức cha Long theo dõi Facebook của cha Nam? Và ai đã cung cấp những thông tin hàng ngày, những cái thông tin đó cho Đức cha Long? Và những cái bài viết đó của cha Nam
là nó sai ở mức nào, sai đến đâu, cái mức phạm tội của nó như thế nào, có sai so với trong giáo luật hay không. Cha Long, Đức Giám Mục Long không chứng minh được những điều đó. Rõ ràng Đức Giám Mục Long không chứng minh được là cha Nam sai ở đâu, mà chỉ dùng quyền của mình để cấm cha Nam cấm dâng lễ, cấm cha Nam dâng lễ thôi. Đã có một ai đó làm tình báo viên cung cấp thông tin cho Đức Giám Mục Long, hay Đức Giám Mục đích thân mỗi ngày đều lên Facebook để mà theo dõi những cái động thái của cha Nam? Đó là những câu hỏi mà tôi đặt ra thưa quý vị. Việc cấm một linh mục dâng lễ vì các bài đăng trên Facebook, quý vị có thấy nó giống như là công an cộng sản thường đi bắt những người đấu tranh mà có những cái bài đăng nhạy cảm ở trên Facebook hay không? Rất giống. Việc mà ra lệnh miệng, ra lệnh suông cấm một linh mục dâng lễ không cần bất cứ một giấy tờ nào, không cần tuân theo một cái điều giáo luật nào, thì quý vị có thấy giống hành động của nhà cầm quyền khi mà họ bất chấp luật pháp để họ bắt bớ những người đấu tranh mà họ không cần lệnh bắt hay không? Xin thưa, chẳng khác gì nhau cả thưa quý vị, rất giống nhau. Thế thì chẳng lẽ Giáo hội Công giáo Việt Nam bây giờ nó thối nát đến cái mức mà một vị giám mục lại dám ngồi xổm trên cả giáo luật đến cái mức độ tự dùng quyền của mình muốn làm gì thì làm đối với một linh mục ư? Thối nát đến cái mức mà một giám mục đi đến tuyên bố bằng miệng để cấm một vị linh mục dâng lễ ư? Thối nát đến cái mức mà một vị giám mục dám lạm quyền như vậy ư? Không ai làm được gì à? Và câu hỏi cuối cùng cũng là một cái câu hỏi quan trọng và nhạy cảm nhất thưa quý vị. Đó là liệu có thế lực nào thao túng đằng sau những động thái liên tục trù dập linh mục Đặng Hữu Nam hay không? Liệu mà linh mục Đặng Hữu Nam liên tục bị trù dập như vậy có sự đạo diễn của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hay là không? Vì sao sau khi giám mục Nguyễn Hữu Long về tiếp quản giáo phận Vinh thì giám mục Nguyễn Hữu Long lại chỉ có lo chăm chăm đi tìm cách để mà trù dập cha Nam, một người mà chính nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam nó đã thù ghét bấy lâu nay? Thì Đức Cha nói là có lời, vì để có lời cho tôi thì tôi là giám mục, thì con nói là cái lời của Đức Cha con không dám truy xét truy hỏi, và con cũng dám nói, nhưng mà con thưa với Đức Cha rằng là con bị xung đột, con tâm sự với Đức Cha rằng là con bị xung đột. Xung đột thứ nhất là bởi vì Thánh Phêrô dạy là phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm. Thứ hai là Thánh Phaolô bảo là phải rao truyền chân lý sự thật lúc thuần tiện cũng như lúc không thuần tiện. Và thứ ba nữa là sứ mạng ngôn sứ mà con đã lãnh nhận trong chức cái thiên chức linh mục. Và thứ tư đó là cái lời của Đức Cha. Thì con phải im lặng để cho Đức Cha có lời. Vậy thì bốn cái điều đó bị xung đột với nhau. Xin Đức Cha cầu nguyện chúc lành và hướng dẫn cho con. Thế thôi. Vậy thì bây giờ nếu như nó xét về lý do chính trị, con nói về chính trị, thì liệu đã đủ để mà Đức Cha cho con ngưng một vụ không? Đức Cha không trả lời được. Còn con vẫn nói rằng là con vẫn biết với về phần người cá nhân con thì Đức Cha yên tâm, bởi vì con là linh mục, con hiểu rằng giáo vũ sứ là của Đức Cha, quyền là Đức Cha có, quyết định của Đức Cha thì con phải vâng lời. Bởi vì sao? Vì ngày chịu chức con đã thề trước tòa Chúa phải vâng lời giám mục của mình, mà Đức Cha là giám mục của con. Vậy thì con chỉ có một việc, đó là bàn thảo rồi cầu nguyện để những quyết định của Đức Cha đúng đắn nhất, có lời nhất cho giáo hội. Còn với con, những quyết định của Đức Cha dù bất lời hay là bất công với con vẫn sẵn sàng vâng lời. Thế sau đó thì ngài có nói gì không thưa cha? Ngài chẳng nói được gì. Thưa cha, có một cái vấn đề là ngay từ khi mà giám mục Long mà vào địa phận Vinh ấy, thì cũng có rất nhiều những cái ý kiến khác nhau. Và con thì con nghĩ rằng là một giám mục như giám mục Long đã lăn lộn ở cái vùng Tây Bắc để mà đến biết được những cái khó khăn, thậm chí có nhiều khi dâng lễ và bàn thờ nó là một cái bàn và có cái cây thánh giá đặt trên mái nhà, thì chắc là người ngài cũng đã hiểu được cái thế nào là chủ nghĩa cộng sản và cái chế độ cộng sản cũng như cái chính sách của họ.
Và đồng thời nữa là những cái năm tháng ở trên cái rừng Tây Bắc với cái giáo phận Ứng Hòa là một cái giám mục, khi lên làm một giám mục mà lăn lộn như vậy thì sẽ hiểu được đời sống của giáo dân cũng như những cái nhu cầu cấp thiết của giáo dân. Và đặc biệt là ở cái vùng giáo dân ở phía Bắc, ở cái vùng Tây Bắc của Việt Nam, cái 10 tỉnh Tây Bắc ở cái giáo phận Hướng Hóa hiện nay đang ra quản đấy á, thì con rất hiểu những cái người giáo dân đó họ khổ sở như thế nào. Thế khi mà được đưa về giám mục, làm giám mục ở giáo phận Vinh thì cũng có rất nhiều những ý kiến khác nhau, người thì ủng hộ, người thì này khác, và cũng có rất nhiều người hy vọng rằng một giám mục mà khi đã lăn lộn với cùng với giáo dân như vậy thì cũng sẽ hiểu được cái đời sống giáo dân cần cái gì, giáo hội cần gì, và đặc biệt là hiểu được cái chính sách của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam như thế nào. Thế nhưng mà sau đó rồi ấy thì không biết cha có thấy không, con có xem một cái đoạn video ở trên mạng mà bây giờ cái đám dư luận viên ấy lấy dùng lại rất là nhiều, là ngài đứng trên tòa giảng, cha ngài cấm các linh mục là giảng dạy về cái chuyện là về chính trị, về này khác. Thì không biết cha đã xem cái đoạn video đó hay chưa, và cha nghĩ như thế nào về đoạn video đó thưa cha? Thứ nhất thì khi ngài về làm giám mục giáo phận Vinh thì bản thân em cũng như rất là nhiều người, cả linh mục cũng như là giáo dân đều kỳ vọng và rất là hy vọng, bởi vì chính ngay cái cơ không chỉ là ngài đã có cái quá trình lịch sử sống ở vùng Tây Bắc mà chúng ta đã thấy những cái việc mà ngài đi với người dân như thế nào, đi làm lễ như thế nào. Nhưng mà rồi chính ngay cái khẩu hiệu giám mục của ngài là mang trong mình mùi chiêm, thì đó là một cái điều mở ra cho mọi người cái hy vọng. Và không chỉ là trong lịch sử của ngài mà còn cả cái đời tâm niệm giám mục của ngài như thế thì cũng rất là mở ra nhiều hy vọng. Còn cái việc mà ngài sống như thế nào thì cái chuyện nó chuyển biến như thế nào thì em không mạn bình ở đây. Nhưng mà cái clip mà anh nhắc đến đó là cái ngày ngài đi làm lễ khánh thành nhà thờ tại giáo họ Đồng Bầu của giáo xứ Mỹ Yên. Ngài có nói điều đó. Và điều đó thì không chỉ nói một lần mà ngài còn nói trong cái cuộc họp thường vấn của linh mục đoàn, rồi trong cuộc tĩnh tâm của linh mục năm, trong những lần tiếp sau đó ngài vẫn nhắc đi nhắc lại cái điều ngài đã nói, mà chúng ta thấy cái clip mà người ta đưa lên mạng đó dư luận viên vẫn dùng để nói rằng là linh mục không được nói chính trị xã hội ở nơi chỗ bàn thánh, nơi ở tòa giảng. Vậy thì nếu chúng ta nói như thế, với có em nghĩ rằng thì nếu xét về chính trị phổ quát thì cái gì nó cũng là chính trị, kể cả hít thở khí trời nó cũng là chính trị. Bởi vì nếu như có một nền chính trị dân chủ và tốt, phục vụ cho người dân, vì lợi ích của người dân, thì chúng ta sẽ có một bầu không khí tốt lành, an toàn để hít thở. Còn nếu chúng ta sống với một chế độ độc tài, bảo tàn và cướp bóc và không lo đến cái quyền lợi của người dân, không phục vụ người dân, thì chúng ta sẽ sống trong một bầu khí ô nhiễm, đó là lẽ đương nhiên. Vậy thì đã nói về chính trị phổ quát thì nghiễm nhiên tất cả mọi hình thức của con người đều là chính trị, bởi con người là một sinh vật chính trị. Đây, vậy thì chẳng có cái gì liên quan đến con người mà không phải chính trị cả. Còn nếu như chính trị chuyên biệt mà như giáo luật cấm, đó là cấm các giáo sĩ tham gia chính trị, đó là chính trị đảng phái, chính trị chuyên biệt, tham gia với các của nhà cầm quyền trong bộ máy quản lý của nhà nước. Chẳng hạn như Việt Nam ở đây thì có các linh mục ủy ban đoàn kết hay là hội đồng nhân dân, đó mới là thực sự là những người mà giáo luật đang ngăn cấm giáo sĩ không được tham gia chính trị đảng phái là ở đây. Thưa cha, nó có một vấn đề là như cha vừa nói, tức là cái khi mà ngài Alfonso Nguyễn Hữu Long mà nói rằng là cha phải nghỉ mục vụ vì cái chuyện là cha đã giảng về chính trị, thì thưa cha là cũng như cha vừa nói xong, cái vấn đề chính trị là không phải là một cái vấn đề gì nó lớn lao đến mức độ là nó trở thành một đặc quyền của bất cứ ai. Ở nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam xưa nay đến giờ thì họ vẫn có một cái quan niệm là chính trị là cái cụ chỉ có riêng người Cộng sản được làm, cho mọi người dân mà cứ đụng đến chính trị là không được, và thậm chí trên mạng xã hội cũng như trong đời sống bình thường, mà cứ ai nói đến những vấn đề đất nước, những vấn đề thể chế, những vấn đề bất công xã hội thì người ta đều bảo là không nói chuyện chính trị. Nhưng mà thực chất ra người ta không hiểu rằng cái chính trị đó là gì, là từng đồng thuế đánh vào, từng cái đồng tiền điện, tiền xăng, tiền nhớt, tiền thóc gạo, rồi tiền đường xá, rồi tất cả những cái như thế đều là chính trị. Cái chính trị trực tiếp như vậy. Và vậy nếu như mà Đức cha Nguyễn Hữu Long mà nói rằng là nói chuyện chính trị ở trên tòa giảng không được, thì vậy thì
nếu cái chính trị là những cái đó đời thường, là không khí hít thở, là bụi mịn, là Formosa, rồi là biển chết, rồi là cảnh sát ngoài đường bóp nặng người dân, rồi là tất cả những cái biến đổi khí hậu, cũng như bán cái giang sơn tổ quốc, tất cả những cái đó đều là chính trị, nhưng mà nó trực tiếp vào ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Vậy thì nếu như mà không nói đến chính trị thì có thể nói được điều gì trên 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 tòa giảng thế cha, hay là chỉ nói cái chuyện là cứ đọc kinh hàng ngày, ngày đọc mấy kinh là chỉ như vậy là đủ thế cha? Vâng, nếu như nói hoàn toàn về kinh thánh nó vẫn là chính trị mà anh. Dạ. Bởi vì kinh thánh Chúa Giêsu nói rằng là không được làm tôi hai chủ, một là thờ Thiên Chúa, hai là tôn thờ ma quỷ, hay là tiền bạc. Không ai được làm tôi hai chủ và không thể làm tôi hai chủ. Vậy đó có phải là chính trị không? Vâng. Nếu như chúng ta, nếu như trong tư cách là một linh mục, tôi nói với giáo dân rằng là Chúa chúng ta bảo chúng ta rằng là phải tôn thờ Thiên Chúa hết lòng, hết dạ, hết linh hồn, hết trí khôn của chúng ta. Vậy thì điều đó có phải chính trị không? Nếu tôi nói theo lời Chúa rằng là Chúa bảo là không ai được làm tôi hai chủ, vậy thì làm tôi Thiên Chúa thì không thể làm tôi thế gian, không thể làm tôi quyền lực, không thể làm tôi tiền bạc, không thể làm tôi vật chất, thì chúng ta thế nào? Đó có phải là chính trị không? Vậy nếu xét như là chính trị phổ quát như tôi vẫn nói, kể cả hít thở là điều mà không phải mất tiền để mà có. Nếu như chúng ta nói rằng điều mất tiền để nó liên quan đến con người như là mua cái tâm hay là điều gì nhỏ nhất thì nó thấy được đây chỗ là cái đồng tiền. Còn ở đây tôi muốn nói cả cái điều mà không phải người dân không phải mất tiền là hít thở khí trời. Thế thôi thì cũng liên quan đến chính trị phổ quát. Vậy thì trong kinh thánh cũng là chính trị chứ sao? Bởi vì nếu như nói theo Chúa Giêsu rằng là anh em phải tôn thờ Thiên Chúa hết lòng, hết trả hết cái lời linh hồn, hết cái khôn của anh em không được làm tôi hai chủ, anh em phải làm tôi Thiên Chúa, không thể làm tôi tiền bạc và thần quyền, thế thì có phải chính trị không? Vậy thì có điều gì ngoài chính trị? Bởi vì chính Đức Giêsu Kitô cũng là một con người chính trị, nếu chúng ta hiểu cho đúng về nhân tính của Ngài là một con người trọn vẹn. Đấy, nhạt đòn chí mạng đấy. Nhạt nữa. Ui trời. Đấy. Bác lúc này giỏi thật. Thôi. Nói này thôi. Cô cái mõm vào đây. Buộc chặt vào. Mấy vòng vào? Không, một nhát nữa thôi. Vòng nữa. Thế thôi. Rào củ thế. Đập đồ cũng hạt. Đấy, được rồi. Rò vào, đứng vào. Rào củ thì sao? Nhưng ra bắt đầu chặt đi xong lấy chảy ra. Thấy này cái mõm nó này hất ra thì cho. Thế mà tiết nó phải chảy ống ọc cơ. Gió đánh cái cành rồi. Hứng nữa vào, hứng mấy thì nó ra ngoài. Có tí tiết ra ngoài hết. Cho dao vào lách nó ra dốc. Đấy. Nó dốc nó ra, đấy, giờ bắt đầu. Nó còn thở. Nó còn thở mà.
nó còn thở mà. Nó còn thở mà.